Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Mỹ Linh siêu cay cú khi nhận tin Vinh Hiển cưới vợ. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau khi ba mẹ con của Nhã Phương một phen hú vía, bà Ly cũng cảm thấy khá kỳ lạ. Tự nhiên con gái của mình hôm nay lại cứ thẫn thờ, rồi giật mình như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhã Phương kéo hai người đó ngồi xuống và nói là mình có chuyện quan trọng cần phải thông báo cho họ biết. Nhã Uyên cũng thắc mắc không biết chuyện gì mà nhìn mặt chị lại nghiêm trọng như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Nhã Phương mới nói ra mình sắp phải đi lấy chồng. Rồi nghe đến đây thì Nhã Uyên vội chen vào. Nhã Uyên nghĩ rằng Nhã Phương sắp cưới Chí Kiên, người đã đưa Nhã Phương về vào hôm trước, nhưng Nhã Phương nói là không, cô nói người mình sắp cưới là giám đốc điều hành trong công ty. Nghe đến đây thì Nhã Uyên cũng rất bất ngờ, còn bà Ly thì sửng sốt. Theo Nhã Phương, cô ấy đưa mẹ của mình từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho bà Ly còn không kịp chuẩn bị tinh thần. Trong khi đó, Vinh Hiển cũng lấy hết can đảm của mình, để thông báo tin tức này cho cả gia đình biết. Vừa nghe tin Vinh Hiển sẽ cưới Nhã Phương, ông Khởi Hưng mừng như nhặt được vàng, tấm tắc khen cháu trai của mình giỏi, không phụ lòng của ông Khải Hưng đã trông đợi. Nhưng bà Hương đã lập tức phản đối, bà ta cho rằng nhỏ Phương không xứng để bước vào gia đình của họ. Bà ta còn nói với Vinh Hiển rằng nếu như anh ấy nhất quyết muốn cưới Nhã Phương, cho bằng được thì đừng nhìn mặt bà Hương nữa. Sau khi nghe xong câu này, ông Khải Hưng đột ngột ngã xuống, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Sờ vào trán của ông Khải Hưng thì thấy trán của ông ấy rất nóng. Thấy tình hình không ổn, mọi người cùng nhau dìu ông Khải Hưng lên phòng để nghỉ ngơi. Sau khi mọi người rời đi, ông Khải Hưng mới thở phào, cởi hết số quần áo mà ông ấy đang mặc ra. Sở dĩ ông Khải Hưng mặc nhiều quần áo như vậy, lại muốn để cho cơ thể của mình nóng lên, rồi khiến cho mọi người nghĩ rằng bệnh tình của ông ấy đang tái phát, dẫn theo sốt. Bà Hương thì không cam lòng với kết quả này, bà ta gọi Vinh Hiển ra ngoài để nói chuyện. Bà muốn Vinh Hiển suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, không phải chỉ vì theo ý ông ngoại mà chọn vợ một cách vội vàng như vậy. Nhã Phương không phải là một cô gái tầm thường, nếu như cô ta bước vào gia đình này thì mọi thứ sẽ trở nên rối loạn hơn. Nhưng dù bà Hương có thuyết phục như thế nào, Vinh Hiển vẫn giữ lập trường của mình. Trong khi đó thì Vinh Phát cảm thấy rất hài lòng với kết quả này, mặc dù anh biết nếu như Vinh Hiển cưới vợ trước thì chức chủ tịch sẽ rơi vào tay của Vinh Hiển, nhưng bù lại, Vinh Phát sẽ dễ dàng đến được với Mỹ Linh. Còn chiếc ghế đó, Vinh Phát sẽ tìm cách lấy nó bằng cách khác. Anh ta vội thông báo tin tức này cho Mỹ Linh biết. Sau khi nghe được chuyện này, Mỹ Linh không thể nào ngờ được rằng mọi chuyện đã có thể diễn ra nhanh chóng như vậy. Rõ ràng là hai người bọn họ ngày thường không ưa gì nhau. Bây giờ Nhã Phương đã chính thức trở thành tình địch của Mỹ Linh. Bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra để cưa đổ Vinh Hiển, bây giờ lại bị thiêu rụi dưới tay của Nhã Phương. Mỹ Linh không cam lòng khi thấy Vinh Hiển rơi vào tay Nhã Phương. Lúc Vinh Hiển mới đi du học về, thậm chí Mỹ Linh còn tin chắc rằng mình chính là vợ của anh chàng. Không cô gái nào là đối thủ của cô. Vừa được bà Hoa yêu thương, Mỹ Linh lại vừa tự tin về học vấn và sắc đẹp của mình. Thế nhưng đùng một phát Nhã Phương từ đâu xuất hiện cướp đi tất cả. Dù nhiều lần tìm cách phá và cấm cản, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nhã Phương thậm chí còn không được thông báo chuyện Vinh Hiển đám cưới. Cô chỉ được biết khi Vinh Pháp báo cho. Mỹ Linh lập tức hẹn Vinh Hiển ra để nói cho rõ ràng. Cô muốn dù có một hy vọng nhỏ nhoi thì phải níu kéo. Thế nhưng ra quán ngồi chờ mãi vẫn không thấy Vinh Hiển đến. Mỹ Linh vô cùng thất vọng và buồn bã. Cô cố tình gọi điện thoại cho anh chàng nhưng cũng không được. Từ lâu Vinh Hiển đã nhấn mạnh rằng cô và Vinh Hiển chỉ là quan hệ anh em đồng nghiệp. Nhưng Mỹ Linh vẫn không nghe, cô vẫn muốn làm vợ của Vinh Hiển. Điều này hiện tại chỉ làm cho cô cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Liệu Mỹ Linh sẽ làm gì để lấy lại tình yêu của mình? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.